Sao cho tối hả chị? Hồi hôm á, dạ, chị buồn ngủ quá, tại chị mấy ngày rồi chị không ăn rồi không ngủ đó. Dạ. Cái lúc đầu chị thấy buồn ngủ quá, chị vô chợp mắt không buồn á. Dạ. Mà nghe cứ nghe cô ba ơi, cô ba, cái chị vừa nhào kêu ra, chị nhào ra mà chị tưởng là mấy đứa nhỏ nhỏ nó kêu. Dạ. Mà chị nói ủa sao nghe tiếng giống ba nó càng. Ba nó về, ba nó mua hòm cho nó. Sao nó cũng dòng máu của anh, máu mủ của anh phải mua cho nó một cái áo quan đó. Bây giờ cho để nó tội thân. Cái đó nói thật. Yeah. Anh lo được mà. Anh nói thật rồi, nhưng mà cái khả năng anh lo được tới đâu anh nói tới đó. Còn cái chuyện mà đó là do hai chồng quanh là làm đám gì đó. Yeah. Thì anh không có biết. Không, không bao giờ. Trước khi là tôi nói điện thoại với ai hoặc là tôi nói chuyện với ai, tôi bao giờ tôi xịt. Khi nào là tôi đi dạo phải không? Là tôi bỏ điện thoại. Không phải của mình, phần đúng của mình. Nó rớt bình bông liên tục. Rớt, nếu rớt luôn á, không rớt ngã bông ngã ngoài tường đó là rớt bể luôn. Hồi nãy chị không tính đi chụp lên mà chị chấm mắt quá. Dạ. Hãy con ở, con ở đi, cứ chờ đợi, chờ đợi. Rớt bông kìa. Bình bông á, hồi rớt luôn rồi. Ê chết. Dạ xin chào quý khán giả, quý Mạnh Thường Quân đang xem kênh Pagina. Dạ thì hôm nay thì em cùng với quý Sa Tộc cũng như là A Phụng TX thì có trở lại để cập nhật và chia sẻ về cái hoàn cảnh của em Huy 24 tuổi đó cả nhà. Thì như hôm qua anh em có đến thăm cũng như là chia sẻ thì em Huy cũng mới vừa mất đó cả nhà. Thì hôm nay thì gia đình cũng đang lo cho cái hậu sự cho em đây. Thì mới đây thì tụi em có nhận được thông tin thì ba bé ở Bình Dương thì cũng mới về đó cả nhà. Thì hôm qua thì anh em đến á, thì cũng có quý Mạnh Thường Quân và chị Thủy ở Sài Gòn, cô Phan Úc ở Mỹ thì có gửi một số tiền để lo cho hậu sự với lại mua áo quan cho em Huy á. Nhưng hôm nay thì nghe chị Quanh kể thì ba em Huy ở trên thành phố á, đi về đây lo cái phần đó luôn, dành mua áo quan cũng như là lo cho cái hậu sự cho bé. Đúng rồi đó, thì mình cũng em mới nghe được cái thông tin như vậy thôi. Thì hôm nay anh em đến đây cũng như là để cập nhật bên trong cái tang lễ của dạ ông nghỉ hả? Rồi ông đang ngủ trưa cả nhà. Ôi nằm ngủ đi ông. Rồi thương ông cả nhà. Đó thì anh em đến để cập nhật bên trong cái tang lễ của em Huy thì gửi đến quý khán giả. Sẵn thì khi cũng gặp chị Quanh để hỏi coi cái câu chuyện này như thế nào cả nhà. Rồi đây thấy chuẩn bị cũng xong hết rồi cả nhà. Đi vòng qua đây đi. Chưa ngày hôm qua. Chào mấy ông nha, chào chú. Dạ. Dạ, chào ông. Dạ. Rồi, chào ông nha. Dạ. Rồi, ông ngồi. Khỏe không ông? Cũng hơi đỡ đỡ. Dạ, dạ. Không ngồi. Ngồi. Rồi, uống có uống rượu không vậy ông? Không đâu, không đâu. Hai tay rồi khỏe không ông? Hai tay. Tôi cũng muốn co là mình đứng lên nó co. Dạ. Mốt ăn được ha. Dạ. 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 Thôi ông ngồi ha, con vô con thăm dạ. 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 Bà ở phía trong đó không? Dạ, ở trong buồng á. Ở nhà thì em thấy thì đây là chiếc di ảnh của em Huy cả nhà. Hơi thấp cho em muốn nén hương ha. Anh chị đốt giùm em ba đi mua được gì bên ngoài. Sáng là liệm mấy giờ chị Oanh? 8:30 ha. Huy mất rồi hôm qua. Chưa nghỉ qua một đêm rồi tới 8:00 sáng lại mới 8:30 sáng mới liệm. 8:30 sáng mới liệm. Này thấy cũng vắng nha chị. Sáng giờ bà con đến viếng đông chị thấy vắng. Bây giờ người ta về ấy rồi chứ hồi hôm đã nguyên một đêm. Dạ dạ. À hôm ở nguyên đêm luôn chị. Mình đến đây cũng như là thay mặt quý khán giả của quý Mạnh Thường Quân thắp cho em Huy một nén hương ha, cũng như là cũng cầu mong em được an nghỉ như Di Đà Phật. Chôn vợ thì mình đến đây cũng xin phép gia đình
Hôm nay thì em 24 tuổi nha cả nhà, 24 tuổi. Ừ. Ừ, nào giờ chừng nào là quá tán gì? Bữa chủ nhật 28:30 chủ nhật. Chủ nhật hả? Anh vô ngồi nói thăm chứ. Ừ, anh sao mắt đỏ vậy? Thì đó sáng đi mà thức quá. Thức quá ha. Trời ơi, nhóc ngủ kìa. Trời ơi, hai chị em nó canh đốt ngang đó, sáng đi. Ở đây ai? Bé gái này nè. Bé gái con của chị. Ủa, con của chị hả? À, con gái lớn của chị hả? Bữa giờ đi làm hả? Đi làm đó, 7 người trong nhà đó, giờ không có nói. Trời ơi. Bữa giờ đâu biết đâu. Cái gái này đi làm gì chị? Đi làm công ty ra ngoài á. Ở trong thành phố ha. Nó chưa đủ tuổi, mới có 17 à. Dạ. Rồi lúc chị về đó thì bỏ phòng đó cho con gái ở đó gần mấy dì nó đồ. Ở Bình Dương luôn. Dạ. Ở gần mấy dì nó rồi đi làm với chung với mấy dì nó. Dạ. Nó cũng đòi về hoài à. Tại vì thấy em út cha mẹ về đó. Dạ. Rồi đó giờ nó không có xa đó, rồi cái nó đòi về, cái cũng nói, cái nó cũng gắng làm. Nói hoàn cảnh gì đó nó cũng gắng làm. Dạ. Phải nó phụ chút đỉnh. Sáng nay là Hảo Quang mới đem đến hả chị? Mới đem đến lúc 7 giờ đó, 7 giờ đi đem đó. 8 giờ liệm. 8 giờ rưỡi liệm. Xong xuôi là 8 giờ rưỡi mới liệm. Vì đêm hôm là phải ngồi ở canh tới canh á, phải canh á. Ừ, để nó đi nè, rồi canh có hai đứa này nè, canh đốt ngang, rồi chị với ổng, rồi trong xóm thì người ta ở ngoài ăn cháo. Rồi chơi sáng đêm thì cũng có ai đâu chòm sớm không à. Dạ. Thì hôm sáng đêm nghe nói là ba bé cũng về chị. Ba nó về. Ba nó về, ba nó mua hòm cho nó. Ba nó để. Ủa, hôm qua là mình đi mua mà. Mình đi mua nhưng mà ông sư ông nói á là mình đi mua rồi xong xuôi rồi quả tán xong xuôi rồi người ta tính cái một. Dạ. Rồi lúc đó là ba về, ba nó về là lúc 12 giờ đêm. Là về đó, về tới thì ba nó cũng có hỏi. Như rồi cũng có hỏi rồi nói là thôi giờ hàng đồ này kia nọ, ông sư nói nào xong xuôi rồi người ta tính cái một. Là bao nhiêu tiền đó là quả thiêu đồ, tính tiền luôn là tính cái một. Rồi ba bé nó để phần này cho ba bé mua. Cho bé đỡ tuổi thân. Thì thôi giờ ba bé muốn vậy thì cho mua đi. Rồi ba bé bé Huy rồi muốn về rồi cũng về. Mua cái phần áo quen. Giờ làm sao giờ nói vậy thì kệ đi, giờ cha con mà. Dạ. Thì cho mua đi, thì cho bé Huy đỡ tuổi thân, thì cho mua đi có sao đâu. Rồi cái phần tiền mà qua quý mình quân hỗ trợ đó thì nghe nói chị cũng liên hệ qua bên chị Thị hả? Có, thì chị Thị cũng điện cho chị rồi sáng hỏi. Dạ. Thăm về đám tiệc của bé. Rồi chị cũng có nói cho chị Thị nghe, chị tình hình như vậy đó. Dạ. Chị Thị nói thôi vậy kệ đi, rồi nữa vậy phần tiền đó nữa mình lo cái khác nữa. Rồi lo cho ông bà nữa, rồi lo những cái khác mà đi như là trong đám tang rồi đó. Thì cũng có nói chị Thị sự thật luôn. Tại vì cái... ba bé giống như dành cái phần chi phí đó. Dành phần chi phí đó. Thì thôi thì kệ đi cha con. Thì cũng nói tâm sự chị Thủy nghe, chị Thủy nói không sao đâu. Kệ. Dạ. Đi cái đó phần nữa, mình còn dư phần đó thì mình làm cái khác nữa. Về thì chỉ nói vậy thôi chứ không có ngoài khác, không có chuyện gì khác hay chị ha? Không, không có chuyện gì khác hết. Giờ có chuyện gì nữa đâu nói giờ. Giờ bé mất rồi cũng không biết như thế nào. Bởi vì... giờ... chị cũng hết lòng với cháu rồi, giờ nói gì nữa giờ. Bà, bà ở dưới hả chị? Bà nghĩ hả? Bà trong buồn á, bà cũng khóc sáng đêm rồi. Chị mới đốt nhang nó kêu nó kìa đừng cho bà được khóc này kia nọ, thì bà mới ngủ chút xíu à. Bà cũng mệt mỏi lắm, bà mệt là khổ lắm. Bà mới bệnh viện rồi mới về nữa. Bởi vậy mà có gì mệt luôn. Theo lẽ là bác sĩ chưa cho xuất viện đâu. Dạ. Tại nó nói vậy nè, cô ba ơi, kêu bà nội là thứ hai đó xin xuất viện đi. Dạ. Để về chơi với Huy. Dạ. Rồi chị cũng nói thôi để bác sĩ cho xuất viện về con, nó không chịu. Nó nói mai thứ hai đó kêu bà nội xin bác sĩ về đi lại chơi với Huy. Rồi chị cũng xin bác sĩ cũng cho, nói hoàn cảnh đó. Thôi bác sĩ dễ thì cho. Rồi bác sĩ cho về thì về là thứ ba đó, thứ tư đó là mắc đó. Được. Huy kêu về bữa thứ hai, tới thứ tư là Huy mất. Qua đó, qua là mất. Làm như là cái chân chối có linh tính. Có linh tính á. Chân chối trước hết. Gần thì sáng như là 9-10 giờ là nó hỏi bé này nè. Nó hỏi, nó kêu em nó lại coi mấy giờ rồi để nó uống thuốc.
Mà em mới nói hồi sáng mẹ có cà thuốc cho uống rồi mà hỏi gì hoài. Cái nó hỏi tới giờ uống thuốc, nó nói cỡ 12 giờ, 12 giờ mấy là nó uống thuốc rồi. Mà tới 12 giờ 49 thì nó mất đó. Cũng như trước đó đã chối là mấy ngày trước rồi. Rồi lúc đó cái kết quả của mình. Rồi lúc đó mẹ của nó lại đây nè. Ngồi đây nè, nó kêu mẹ ơi mẹ đừng bỏ con nghe mẹ. Rồi kêu cô ba đừng ra sao nấu nướng hết trơn á, bữa nay ở đi chơi với Huy đi. Rồi hai đứa em nó cũng đứng vậy nè, ngay đầu nó nè, nó nói chuyện nè, nó kêu tên, nó biết tên, biết gì nó kêu. Chơi. Nó kêu ở bình thường, rồi nó kêu nhỏ này nè, đỡ hai Huy lên ngồi coi. Rồi nhỏ này nói em đỡ đâu có nổi đâu. Cái nó nói đỡ đi, đỡ hai Huy lên đi. Rồi chút xíu là nó mất. Nó nói gì là nó mất. Tính ra em nó là kiên cường tới mà giây phút cuối luôn. Nó không có co giật gì hết trơn nha, nó thở ít đi rồi nó đi luôn. Rồi. Người tới đây cũng ngọt quá. Xong qua em thấy mà lúc mà bé mất nhìn là nó hót vô trơn. Đúng rồi. Là lúc mới mất là lúc đầu cũng vậy luôn á chị. Thấy xanh luôn. Xanh sao luôn. Lúc về thấy tươi gối. Đúng rồi. Rồi vậy. Tại lúc về á thì nó cũng mừng lắm á. Ra ngoài này nè, ngồi trên xe lăn đồ, nó kêu gọi, nó thấy ai đi ngang cũng chào hỏi, đi ruộng đi gì nó cũng la, nó cũng phấn khởi lắm, thấy cũng tội nghiệp. Từ ngày mới có đi về nhà trong vòng có tiếng đồng hồ mà thấy cho mình sống sức nhiều lắm, thái ghê luôn. Hôm nay là anh em dùng họ rồi ở xa là về hết. Ở xa về có mấy em Út nó đầu về về với mấy đứa con cháu trong xóm nó đợi thôi, đâu có nhiều đâu. Ba bé rồi về chứ. Về đó mà áo sọc. Có mình hả? Có mẹ kế mà. Ba bé còn áo sọc. Rồi coi mẹ bé còn đây. Mẹ kìa mệt mỏi quá ngủ rồi kìa. Mẹ Huy cũng ngủ rồi. Chị có chị là kiên trì nhiều nhất. Kệ đi tới đâu tới. Dạ. Quá trời, trong cái thời gian quá dài. Quá dài rồi. Sáng giờ ăn uống gì vậy chị? Chị cũng uống nước không em ơi, ăn không nổi. Chú cũng đến nè, hôm nay tụi em đến để cũng như là cập nhật á. Bên trong cái hậu sự của em Huy á, cũng có chị Đinh Thị Hà ở Texas á. Là gửi cho mình 100 đô, được 2.3 triệu, 50 ngàn, chị Oanh. Em cũng gửi cho chị luôn ha. Chị xin phép ngồi nha, chóng mặt quá. Sao vậy? Tính quá, đứng chóng mặt hả? Mấy vô tụi đi. Em đứng cũng được, chị ngồi xuống chút, sợ té. Cho em gửi chị 2 triệu nè. 2 triệu qua 50 ngàn của chị Đinh Thị Hà ở Texas là gửi để chị lo, phụ lo cho em Huy ha. Dạ, cảm ơn chị Đinh Thị Hà. Dạ. Giờ nhìn hình ảnh này nó đau lòng quá. Mà cũng không biết nói sao nữa, bây giờ cũng em cũng an nghỉ rồi. Chứ nằm ở đây thì thường thì đó cũng khổ quá. Nó đau mỗi lần nó đau ha, là đâu có dám để nó gần mấy cái vạc này đâu, thôi là nó vơ tay vơ chân trúng. Dạ. Có con tay nó cứ vơ tới vơ lui. Dạ. Nó trúng cái này cũng tội nghiệp nó. Mua mấy con gấu bông đó để kè kè bên tai bên đầu nó, sợ nó đau. Dạ. Còn để vô sát tường thì nó cứ quay lại nó đập vô tường vậy đó mà nó nói bớt đau. Thật sự mà thấy khi mà em Huy đã ra đi tội nghiệp lắm luôn. Ở bệnh viện Cần Thơ đó mà báo là chị 4 liệu trình rồi. Thấy sức khỏe của Huy đã hồi phục một phần nào đó. Đúng rồi. Mình cứ nghĩ là phép màu sẽ đến với em có thêm một lần nữa. Ai ngờ đâu. Mình đến phút cuối cùng thì lại không có sức khỏe, không có cho phép nữa. Vậy là ngày mai, ngày mốt hả chị Oanh? Ngày mốt. Mai mốt. Mốt là mấy giờ chị? 8 giờ rưỡi. Đưa lên chùa chị? Đưa lên chùa. Chùa gần đây hả? Chùa gần à. Gần đây em đặt xe đồ khiêng ra ngoài đó. Rồi xe chở đi. Rồi có xe loại mình mướn ha. Mướn ta loại. Mướn 2 chiếc. Mướn ta loại chở đi. Chở đi. Dạ. Xe. Chị có dự tính gì chưa? Mai mốt thì chắc cũng phải ở nhà lo chị cho ông bà lo, chứ. Lo cho bây giờ Huy nói là giờ tới mai mốt thì chị cũng không ở đi lâu đâu. Tại vì chị đi làm ăn mà chị cũng phải đem ông bà theo. Thì Huy, ở nhà thì sao? Nhà thì nửa làm 9 ngày cho Huy xong thì chị cũng phải đi làm rồi tới 50 ngày thì quay về. Chị đi để ông bà để nhà không? Chị đem theo chị không để nhà đâu. Nhà không ai lo đâu. Chị để nhà đóng cửa luôn.
chứ giờ ở mà tới kéo dài thời gian dài quá cũng có ăn. Dạ. Chị cũng phải đi làm, chị Quy nó cũng có nói với chị với bà nội với mẹ nó nè. Bà nó nói chừng nào chị có đi lên Bình Dương làm á, dắt ông nội bà nội nó lên theo chứ. Mà ông nội bà nội nó phải ở với cô ba, để cô ba lo. Rồi giờ chị đi đâu là phải chị đi theo. Ôm hai ông bà đi theo đó. Em nghĩ là khó nha, tại vì nếu mà ở quê á, mà có nhà ở đây nè, ông bà bệnh như vậy mà anh chị còn vất vả, huống hồ chi mà lên trên đó mà ở trọ. Thì để ông bà trong nhà cũng đi làm cũng thì khó lắm. Tới nữa bà, thì chắc chị làm ở nhà đâu. Ở nhà chăm, ở trọ chăm ông bà, nấu cơm nước cho chồng con mình á. Thì cái trong đó chỉ sao mà hoàn cảnh như là nó không được thoải mái á. Như là mấy người già thì ở dưới đây quen rồi. Chị ở chẳng là chị ở phòng trọ. Trọ. Phòng trọ. Để ông bà nhà chị cũng có nhà cửa gì đâu em ơi. Bởi vì cũng khó. Phải ở đây có công ăn việc làm ổn định ha chị ha. Công ty này kia ở đây không có việc gì làm hết trơn. Rồi không có tiền, lỡ ông bà có bệnh đau gì cũng không có tiền. Dạ. Trời ơi. Cái đi anh chảnh rồi khổ nữa. Thì bởi vậy bây giờ ra mấy đứa nhỏ đi luôn hết luôn anh chảnh luôn. Mấy đứa nhỏ này đi luôn. Ông bà còn mấy đứa nhỏ xíu. Đây bé gái nè, còn bé trai nằm đó nữa kìa. Giờ gán như sao giờ. Bởi vậy anh chị vất vả đây. Nó cũng kêu chị hứa, chị nói giờ chị cái gì chị cũng hứa với nó hết trơn. Hồi đó giờ nó kêu chị hứa đi. Hứa với nó đi, bắt tay đồ. Nó kêu bắt tay nữa. Hứa với nó là như lo là đi đâu là phải đem ông bà theo. Không dù bà. Đi đâu cũng phải lo cho ông bà nó. Rồi. Bắt tay với chị đồ, cười đồ dữ lắm. Dạ. Bây giờ chị giờ nó không gửi gắm thì chị cũng phải làm như vậy thôi. Rồi vậy. Giờ ở nhà hoài cũng có tiền bạc gì đâu. Dưới này mình không có còn cách nào vậy? Còn cách nào nữa đâu. Dưới này không có việc làm này kia ở đây chứ ông bà mà ở đây quen cả. Mà đưa ông bà đi tội thương ông bà lắm. Thầy chị cũng nói với ông bà. Coi tính hay như thế nào chứ con em nghĩ mà đưa ông bà đi anh cảnh ở phòng trọ cũng tội ông bà. Ở đây thì nó thoáng mát, rồi hàng xóm quen lâu rồi thầy ông bà sống quen. Thầy chị cũng nói ông bà đó. Thầy nữa chị cũng tâm sự với ông bà đó. Để coi sao. Tính rồi. Chơi. Nóng được thì ngột ngạt khó chịu lắm. Lên chẳng là nào cũng uống được. Thì nếu ông bà chịu theo chị thì chị đem đi theo đó, mà không chịu thì chị cũng phải năn nỉ đem theo để lên chở nó có cuộc sống hơn. Để có công ty, có này kia, rồi con chị thì gửi nhà trẻ cũng được. Chị đi làm như bỏ ra hai người, còn người thì lo thuốc men ông bà lây lắc quanh năm suốt tháng cũng có tiền. Dạ, bởi vậy. Cái đó là chị anh chị cũng tính coi cái đường dài ha, chứ nếu dụ ở đây mà, ví dụ thời gian ngắn thì không sao mà ở đây hoài thì tiền đâu mà sinh sống. Đúng rồi. Ngoài việc làm thì không có. Không có. Bởi vì xin đi làm hộ thì người ta có người ta làm như người ta đi theo một băng ta hết rồi, mình sau này mình đâu có. À. Bởi vì chị cũng tính rồi đó. Con chị nó cũng nói vậy, nói mẹ ơi nữa làm xong cho anh hai đi rồi xong rồi mẹ đem bà ngoại lên chển luôn đi mẹ. Để bà ngoại ở đây cũng tội, không ai chăm sóc, rồi mẹ ở đi hoài, cha ở đi hoài, mình ơn con gồng gánh không có nổi. Thì chị Oanh có ba đứa con. Ba đứa. Bữa giờ không biết luôn rồi, bữa anh hỏi rồi mình cũng quên. Bây giờ có bé gái lớn nữa. Thì hôm đầu lại quay đó là chị nói ba đứa mà. Có bé gái lớn đi làm. Đi làm tư nhân đó. Tư nhân cũng đâu có nhiều đâu, tại nó chưa đủ tuổi. Đó là đi làm ngày nào tính ngày đấy. Đúng rồi. Làm dữ lắm, ngày nhiều khi người ta chủ nhật người ta kêu đi làm đi luôn. Rồi nhiều khi tăng ca 11, 12 giờ kêu đi làm luôn, 12 giờ đêm á. Đi làm. Tháng năm nữa đủ tuổi rồi vô công ty chính thức. Rồi chừng nào có tăng ca lâu á thì nó kêu cha nó đi rước. Rước về, nó đâu dám về mình đâu. Chị cũng cố gắng nha, chứ biết sao thì cố gắng. Thì giờ chị trước mắt thì phải lo cho Quy cho xong hết đi. Xong cái đi rồi mình tính nữa. Rồi Quy là tính đem vô chùa hay đem về nhà chị? Đem nữa đem về nhà. Nhà thờ. Về nhà mà lỡ đi phải đi theo. Em theo chứ, hay là để nhà? Không, để nhà đốt nhang rồi 9 ngày là mình được đi được rồi. Đi hàng ngày đâu ai đốt nhang cho bé? Thì mình đi lên chở này mình đốt nhang nhắc nhở được. Đốt nhang chở ha. Ừ.
Thì bữa đó chị cũng nói nó, nói nếu mà nó nói vậy nè, nếu mà Quy có chuyện gì á làm xong xuôi rồi đi cũng được, đi đừng có ở đi, đỡ đi không có tiền ăn đâu, nó nói vậy á. Dạ. Nó nói nội ơi, nội nào xong rồi á nội với đi theo cô ba ở trên Bình Dương đi, chứ ở nhà không có tiền ăn đâu. Bé cũng biết là ở đây không có tiền bạc. Ừ đúng rồi, nó nói đừng có lo cho nó chết rồi là hết rồi. Nó nói vậy đó. Sao nói gì nghe đau lòng. Thì đó, thì chị ở gì á, chị cũng thấy thôi kệ làm xong xuôi đi rồi 9 ngày rồi xong rồi chị chắc chị cũng lên chở anh làm. Nói chết là hết rồi, đừng lo gì cho nó hết trơn. Nghĩ nó không có tồn tại trên thế gian này đi. Nó cũng có nói rồi đó. Rồi trước đó mấy ngày là bé đã nói hết nói rồi. Hết rồi. Bởi nó vì nói bé ra đi rồi. Là bé nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng lắm, nhẹ nó nhàng. Nói hết rồi, nó nhẹ nhàng, nhắm mắt rồi. Nhắm mắt ra đi mà. Nó dặn dò hết rồi. Bây giờ là chỉ còn là đến nặng là hai ông bà lão thôi. Ông lão mà nếu như mà chị giặt nước, giặt lý trị liệu thời gian chắc có thể có thể giờ ổng lên xe lăn mình lên được rồi đó. Tôi hỏi thăm xíu anh về nào, anh về nào? Tôi về hôm rồi hôm à. Ờ thì anh hay tin là em mới mất từ khi nào? À vô đây là nắng khoảng khoảng chừng 1 giờ. Yeah. 1 giờ là đồ xin giấy công ty lên giám đốc nói rồi vậy vậy đó. Nói thôi về. Anh làm gì ở Bình Dương? Anh làm công nhân công ty hả? À, tôi làm bên kỹ thuật. Thì trong cái thời gian vừa rồi thì chắc anh cũng theo dõi tụi em. Ờ được, ok. Với Mạnh Hùng quá đẹp luôn. Hỗ trợ cho em nó giống như là còn nước còn tát á. Để giúp cho em. Ờ được chị, không cái đó là được thôi. Nhưng mà cái chuyện nó còn hay mắc á là chỉ có tôi biết thôi. Nhưng mà anh em hết lòng với nói vậy là tôi rất là cảm ơn. Cảm ơn tất cả anh em giúp đỡ. Không có cái đó nói thật luôn á. Quý Mạnh Hùng Quân giúp. À với Mạnh Hùng Quân giúp đó. Là cảm ơn hơn tất cả. Nhưng mà nói chung ra thì tôi cũng đau lòng lắm, bây giờ nó mất rồi. Dạ. Cái Mạnh Thường Quân giúp nó tới cỡ này rồi. Nhưng mà con của anh nó không còn sống nữa. Thì nói chung ra anh đau lắm. Rồi hôm là anh chạy xe về đó là không ngưng máy luôn á. Dạ. Nói chung ra hai chồng anh chạy xe về không ngưng máy luôn. Dạ. Thấy con vậy anh đau lắm. Cái tuần rồi anh cũng về đám cô của nó. Đám cô của nó. Tên rồi hả? Ừ, tên rồi á. Là ở đâu về đây? Ở anh ở Bình Dương về đây luôn. Là đám cô đó cầu số 1 á. Dạ. Cái người cô nó lúc đó mà nó nằm ở đây nè. Người cô nó nói Quy ơi, con gắng hết bệnh nghe. Cháu chưa hết bệnh nữa, cô mắc trước cháu rồi. Nói thật luôn, tôi không biết sao nữa bây giờ. Hai gian mà gần nhất đó. Ờ gần nhất luôn, một tuần lễ luôn. Là một tuần lễ nay rồi. Ờ một tuần lễ nay đó. Rồi tôi ở lúc anh về là có Vi nhà không? Có, anh qua thăm anh hỏi nó cũng trả lời. À anh nói chắc Vi còn lâu dài. Rồi mới anh đi bên cạnh làm nữa. Nói chung là anh làm thiệt, anh làm anh cố gắng mà để được bao nhiêu là mình có bao nhiêu đó mình làm bao nhiêu. Anh cũng đi làm công nhân. À công nhân đó. Cũng gắng làm cho nên cũng rồi hoàn cảnh khó khăn. Anh nói thật luôn á, nói chung ra là anh coi mấy cái clip á thì anh em giúp đỡ con anh á với Mạnh Thường Quân ở trong nước chứ ngoài nước á. Dạ. Anh cảm hứng tất cả. Nói chung ra bây giờ cứu nó sống không nổi, bây giờ nó nằm vậy anh không biết sao nữa. Thì hồi hôm là anh chạy về lại tới đây là có 10 giờ rưỡi à. 5 giờ anh về rồi. 5 giờ anh về anh chạy thì cũng xin nghỉ rồi đầu về. À anh ra liền luôn á. Dạ. Ra liền luôn. Nói chung ra Quân ơi. Anh em mình không biết thì thôi, biết rồi mãi mãi anh em của mình. Dạ. Không giúp đỡ cho anh thì thôi. Nếu mà giúp đỡ anh rồi á, nếu mà con anh nó nằm một chỗ rồi, anh cũng mãi mãi anh dù anh có chết đi nữa anh vẫn cảm ơn tụi em. Đó nói sự thật là một cái câu sự thật. Nghe nói thì anh về hôm hả anh? Tối. À, giờ hồi tối. Thì anh cũng bạn gia đình là anh đứng ra để anh mua áo quan này. À, anh mua áo quan. Còn cái tiền mà bên em hỗ trợ đó thì trong gia đình của anh đó làm gì làm anh không biết. Còn con anh đó thì dù sao nó cũng dòng máu của anh.
máu mủ của anh phải mua cho nó một cái áo quan đó. Dạ. Không có bao giờ cho để nó tội thân. Cái đó nói thật. Dạ. Anh lo được mà. Anh nói thật rồi, nhưng mà cái khả năng anh lo được tới đâu anh nói tới đó. Còn cái chuyện mà đó là do hai chồng quanh là làm đám gì đó. Dạ. Thì anh không có biết. À. Còn quan tài là anh lo được. Quan tài thì nói chung anh lo được. Thì biết sao, anh không muốn cho con anh tội thân. Cái đó nói sự thật với ba đứa em luôn. Dạ. Không muốn cho con anh là nó thì sao mà nó tới nó vậy mà mình không có đồng tiền mua mà áo quan cho nó. Dạ. Cỡ nào cỡ, dù anh cắn đất anh cũng phải là lo cho nó. Tại trong cái thời gian cũng dài em cũng gặp Huy cũng như gia đình á thì em cũng biết là cha của bé là cha của em Huy á là ở Bình Dương. À anh ở Bình Dương mà. Ừ, nhưng cũng ít khi. Cái lúc mà anh về có mấy bữa là tụi em lại đây đó. Anh lên có mấy bữa là anh vừa trước khi là anh chạy xe anh về Bình Dương là tụi em qua đây là mới anh cập nhật trong tour bè mới thấy. Dạ. Nói chung ra anh cũng mừng. Mừng cho con của anh. Anh mừng thật không? Không có nói thật á. Anh không bao giờ anh nói gì hết trơn. Lúc trước thì anh cũng biết là bé có căn bệnh đó rồi đúng không? Có. Lúc trước là anh đem nó đi mà. Anh đem nó đi là hai cha con đứa Tết năm rồi là tưởng là hai cha con là không ăn Tết luôn á. Dạ. Nói sao kỳ vậy ta, bác sĩ nói. Ủa anh đem đi lúc nào? Đem đi trước Tết. Trước Tết. Trước Tết. Trước Tết vừa còn mấy ngày lên Tết là vừa anh về đó anh lãnh lương công ty đó là rồi là công ty đó cho nghỉ sớm là trước là mấy ngày đó, nửa tháng vậy đó. Yeah. Rồi mới thấy nó khỏe vậy đó, thôi Huy con về đi, con về nhà con ở với bà nội đi, rồi nào con hết bệnh con lên làm nữa. Yeah. Đó. Rồi tới nó về xong rồi đồ mấy tháng trời nó phát bệnh lại nữa. À lúc mà về đây thì nó đỡ rồi. Nó phát bệnh rồi. Em nó phát bệnh lại. Lúc đó là nó vô truyền nước cho nó không là thiệt anh trực tiếng luôn á. Trực tiếng truyền nước cho nó là lúc đó chuyện cái nó cái chai mà nước vàng. Nước vàng vàng đó hay là nó bao lại không có che không có ánh nắng mà chiếu vô luôn á. Dạ. Yeah. Là thuốc đó là nó chỉ là cái này thôi. Dạ. Yeah. Nó chỉ cái này đó nó vô hết đâu 21 chai. Này càng ngày càng tỉnh. Dạ. Lúc đó là bác sĩ nói là còn nước là lúc đó bác sĩ nói là này là hết khả năng cứu rồi đó. Mới anh điện về lúc đó là nằm bệnh viện nào vậy? Nhiệt đới. Nhiệt đới. Nhiệt đới. Rồi mới là anh nói với bác sĩ đó thôi giờ cố gắng đây còn nước còn tát. Dạ. Và tát sau bằng này đó khỏe lại. Nó khỏe lại anh cũng mừng. Mừng chỗ đó. Rồi bắt đầu tuổi nó về liền. Thôi về đi con. Về sống đi mà ở trọ nó hầm hì lắm. Về nhà đi, nó thoáng mát, nhà mình bự. Về khỏe. Vậy là cái lúc mà trước khi anh em, tụi em đến á, là lúc đó anh cũng mới vừa đi làm. Mới đi gần 2 ngày á. Lúc đó là Huy đang nằm đúng không? Nằm ở đây nè. Nằm. Hình ảnh còn đó là lúc đó. Giống như bé mệt quá rồi. Mà lúc đó mình không có khả năng đưa lên bệnh không. Lúc đó là lên bệnh viện Sóc Trăng nè. Dạ. Là nó anh đi tới là lúc đó là cha ruột anh với mẹ ruột đó nè đưa nó tới bệnh viện Sóc Trăng. Tới bệnh viện Sóc Trăng là đập mấy ngày là anh không biết nữa. Dạ. Mà tới mà lúc mà nó tiếp hơi đó là cha anh điện nói là Huy chắc không sống nữa. Bác sĩ trả về. Trả về đó. Dạ. Rồi mấy bác sĩ lớn nhất trong đó đó nói là đừng đem đi nữa, em để tiền đó lại làm hồ sơ cho nó đi. Rồi ba anh suy nghĩ là anh bàn hết anh em tất cả luôn. Rồi mới nói anh suy nghĩ hoài rồi kia, rồi thấy tội nghiệp cha nè, rồi mới nói vậy rồi anh nói thôi để anh vô làm giấy đưa nó về. Đưa nó về rồi anh thành ông Lục lên đọc kính. Dạ. Hình anh còn chụp đó, có đâu mà rồi đọc kinh 3 đêm cho nó trước khi mà nó mắc rồi á, nó có kinh đem theo. Yeah. Ai ngờ đâu mà nó còn kéo dài thời gian nó tới đi. Là anh cứ nghĩ là khi mà anh đi thì không bao lâu nữa là tưởng nó là đem về rồi nó bắt không đó. Yeah. Lúc đó nó tiếp hơi nó không có biết gì hết trơn mà nó không có biết trời chăng gì hết trơn mà. Lúc đó là giống như công việc của anh là phải đi làm không ta, đó ta làm hay sao? Không phải đi làm, anh còn ở đi là 2-3 tuần nữa mà. Lúc mà đem về anh còn ở mà. Anh con ở đi, cứ chờ đợi. Rớt bông kìa, bình bông á, hồi rớt rồi. Ê, chết rồi. Gió dữ rồi.
anh cứ chờ đợi đó, chờ đợi rồi thấy con vậy càng ngày càng khỏe đó thôi. Giờ thấy cái nằm đi hoài thôi anh đi làm. Đi làm biết sao không, để mình có cái đồng tiền nào con có cái bì gì đó mình về em còn lo được. Mình có lo được rồi, tới mà anh đi đó vẫn ngày hai ngày thấy tụi em lợi á, chung ra anh rất là mừng. Anh cũng bác sĩ nói vậy cái anh về đây cái anh bỏ nó đây luôn hả? Lúc mà bác sĩ lấy cái anh đường đi về bỏ đây luôn không có. Anh còn ở lâu lắm, ở 2-3 tầng lên hình anh còn á, còn chụp kìa thời gian rồi đầu bé cứ dậy hoài nên là anh mới đi á, không phải bỏ trời con anh dễ gì bỏ. Lúc đó thì anh có biết là ông với bà là cũng bệnh nằm. Lúc đó là ông là đem quy lại, ông mới bệnh ông mới bệnh mới anh chạy đi lên Bạc Liêu anh hút thuốc rồi ông uống. Nghe nói ông thầy đó là có là ổng thuốc nam mình thôi, thuốc nam mình đó là anh đi hút cho ổng là ổng bốc cho là 12 bọc. Dạ. 12 bọc đó là uống là 12 ngày đó, 12 ngày rồi anh đem ra anh chỉ cho mẹ anh Huy nè, nói là nấu cho ba uống vậy vậy đó, rồi mẹ uống ghi cái thang nào á để tùy theo bọc á, nói là nấu vậy đó cho cha uống đi rồi anh lên trển coi nếu mà không ổn thì anh đi lên trển có mấy bữa, lúc đó là cũng mới cạn tiền rồi. Lên trển anh còn làm công ty đó đó là còn cái lương đó là người ta bắn lại cho anh 3 triệu mấy nữa trong thẻ. Dạ. Rồi nói là nếu tao bắn rồi đó anh chạy về đó. Anh chạy về là anh đi bốc thuốc trọng uống nữa. Dạ. Rồi thấy vậy nghe vậy rồi nghe nói rồi chuẩn bị đưa ổng bả đi bệnh viện vậy đó. Có ông người bệnh người ba cũng bị tai biến nữa. Người Quy thì nằm nằm chỗ nữa. Ba người bệnh hết. Bởi vậy. Rồi lúc đó anh khô tiện thiệt á. Lúc đó nói chung ra anh chạy nghe nói thầy nào hay là anh đi đó. Đi tới Bạc Liêu, đi tới Tắp Sóc. Và tối đêm đó anh đào cây nhào ban đêm luôn á, sắc cho ông ba uống nè. Đó cái lúc mà anh em đến đây nè, cũng như là ghi hình để chia sẻ cái gia đình mình, nhờ là sự giúp đỡ của mình Thằng Quân để đưa gia đình mình đi đến bệnh viện. Lúc đó anh có hay anh có không có thấy cái clip tụi em quay mà quay đâu vào mà xe chở mà gia đình được đưa đến bệnh viện rồi anh mừng mừng chứ không mừng thiệt á. Anh nói anh mừng thiệt nhưng mà biết sao cái thời gian đó sao là anh trong, biết trong cái lúc đó anh biết là em mà đưa như là hỗ trợ để đưa gia đình đi đến bệnh viện mà anh gỡ qua những cái hộp thư tội, những cái câu nói mà rất là khó nghe. Hộp thư gì? Hộp thư nào? Hộp thư tội để hộp thư trong cái Zalo đó anh nói rất bị là khó nghe thật sự luôn. Tụi em đến là để biết rồi Quy á, Quy con gia đình biết rồi Quy con anh đó bị đối với chị rồi. Nếu mà thà vô giúp cha mẹ anh cũng quen được. Dạ. Quy đó với chị á, anh không muốn. Anh không muốn đưa Quy đi ha. Biết sao Quy á, đã anh biết cái bệnh tình đó chị. Dạ. Bác sĩ đã nói rồi. Biết sao hồi đó bởi vì á, anh lo đi làm không, mình không có quan tâm tới con. Nếu mà anh quan tâm tới nó là chưa có cái con đó lên, chưa chắc lên tới não đó thôi. Anh không có biết. Dạ. Con đi làm nè, đi làm mà nói thấy con nghỉ hoài mà mình đâu có biết đâu, tưởng nó bị viêm son. Mấy đứa mình biết nó bị cái bệnh này ha, là mình đi chặn trước là ngon à. Chặn trước thôi, bây giờ có thuốc chỉ mà. Đó nói thật. Yeah. Mình đi chặn trước là ngon rồi đó. Nhưng mà mình đâu có biết đâu, mình tưởng con mình bị viêm son á, rồi đó làm nó hay nghỉ hoài á. Rồi đó rồi tới mà giấc chiều hoặc là tối rồi anh tăng ca gì á, hỏi ủa sao mà có đi làm không con? Thấy con bữa nay con nhức đầu quá không đi làm. Bởi vì mình không có quan tâm con cái chỗ đó mới chết đó. Theo như em được biết trong cái thời gian đầu á là anh chưa có mừng. Không, đừng nói gì, em đừng nói gì. Nếu mà anh không mừng ha, anh không ở với con anh là gần một tháng trời ở bệnh viện nhiệt đới đâu. Anh nói thẳng với con anh thì thời gian đầu thì anh đưa vô bệnh viện là đúng hợp lý. Còn cái gì sau này nè, anh tụi em đến chia sẻ đưa gia đình đi đến bệnh viện là hết ba người nằm liệt giường là đưa đi. Biết sao anh cảm thấy là qua nghe rất là khó chịu. Anh ngày hôm nay thì tụi em xuống đây biết rồi gặp. Anh chỉ nhắn cái chỗ đó nếu mà Quy thôi, Quy con anh bị bệnh chứ gì. Anh nhắn tin cho mấy em hiểu thôi. Cái nào tụi em lo được thì lo. Nào lúc em đó anh có sỉnh không? Không có sỉnh, không bao giờ. Anh đang ngồi mà anh chưa có đi làm luôn mà. Bữa đó mà biết sao anh nói vì con anh đã bệnh như vậy rồi. Anh cũng muốn anh em, muốn làm phiền anh em. Hiểu không? Anh em là cho báo anh em biết.
rồi sau này á anh em nói ừ tại sao mà con anh bệnh như vậy mà tại sao mà trong khi hôm đó là anh hiểu? Không có nhà nè, người giới thiệu là cái chị mà hồi sớm đó mày. Ừ cái đó là tôi cũng biết. À, cái đó đây, ừ. Vào đây em cũng ừ. gặp gia đình để khảo sát coi như thế nào là không cái chuyện quanh. Cái đó là chuyện của anh em là tôi không biết hiểu không dạ, chuyện của chị quanh là chị quanh ừ. cũng muốn là gia đình được cái sự hỗ trợ của mình ừ. để đi đến bệnh viện nhưng mà rồi sau đó rồi sau đó là tôi thấy anh em mà đưa cả ba người đi luôn cứ kệ đi tôi cũng mừng tôi mừng lắm tới giờ còn nước còn tác giờ nếu con Huy mà cảm thấy mà nó sống lại á đó là Mạnh Thường Quân là thiệt tôi cảm ơn rất nhiều nói thật lúc đó mà cái hộp thư thoại mà anh gửi anh em đó là cái đó là anh giận ai mà anh la gì vậy giận ai trong giận mẹ nó đó giận mẹ nó mẹ Huy nói tại sao mà con đã vậy rồi mà không nói rõ cho người ta hay rồi đỏ muốn gì á giúp cha mẹ mình được rồi nghe mà đúng rồi anh với chị chia tay rồi hả không chia tay lâu rồi lúc chia tay lâu rồi tôi lúc đó là thằng Huy là mới có 28 ngày hả xa lâu rồi rồi lúc đó đem lợi đem Huy lại là lúc đó tôi còn thanh niên là cha mẹ nuôi rồi tôi đi làm đồ này kia đó không nhà tôi đó cũng có điều kiện đầy đủ mà tôi đi tôi làm mà tôi lớn trong anh cả trong gia đình mà tôi đó tôi làm nắm tôi làm gia đình ha tôi nắm tôi làm ruộng tôi bao nhiêu máy cày máy suốt có đầy đủ mà tôi làm đầy đủ chứ cũng có điều kiện thôi chứ trời ơi tôi đó tôi cực lắm rồi sau này mới là thất thoát cái vụ mà làm vũ ba đó rồi cha mẹ làm lỗ ha thiếu nợ rồi kia thiếu nợ đó rồi cha mẹ thấy buôn bán rồi hết rồi rồi tới với tôi cưới vợ sau đây nè rồi thấy tướng cũng hai bàn tay trắng rồi hai chồng rồi đến cháu lên chảnh lại là cũng có chị có vợ mới vợ mới mấy bé rồi ba bé hôm nay chị có về không có ba đứa em đó là lúc hôm qua là tôi gom về hết ba ba đứa em đó với mẹ sao đấy có ba đứa con nữa ba đứa con không đó là mình là tâm sự với anh em là sự thật không cảm ơn ba anh em giờ em nó cũng mất rồi mà giờ có nói gì không có gì đâu thì bởi vì tụi em cũng đến để chia buồn với anh thôi với gia đình tôi giờ tôi không biết nói sao thì chỉ đến để chia buồn cảm ơn hỗ trợ được gì đến để chia buồn cần anh giải thích cho em không có gì đâu chứ... câu nói đó biết sao không biết sao nếu mà mình không nói ra sự thật á sợ mấy mối nói rồi là, em cứ đơn giản anh em nghĩ là thấy không anh em rồi anh sỉnh không, nên anh không bao giờ đó, trước khi em... là tôi nói điện thoại với ai hoặc là tôi nói chuyện với ai tôi không bao giờ tôi sỉnh khi nào mà là tôi đi và tôi đi nhậu phải không là tôi bỏ điện thoại ấy chả nói thiệt nói thật luôn nói anh em mà nói với một ai đó không phải nói vợ anh ha rồi thôi anh gan ngồi rồi cảm ơn anh em chúc anh em sau này quay phim được đại đạo thành công rồi đến đây anh em cũng chia buồn với anh với gia đình Huy cũng đã mất rồi mất thì rồi. Thay vì mình nói với nhau qua lại đâu có một cái câu nói xong rồi anh cũng lo là không gì đâu lo hậu sự cho em nó cũng về mua áo quan cho con nè Phương à có chừng ngỡ đi lấy nước đổ vô đi cho đầy chút ơi đổ trong hai bình bông này cho đầy chút đi đừng có đổ ngày mai ngày mốt thì cũng đưa em nó đi rồi coi nha bây giờ mốt thì cũng đã cố gắng hết sức rồi bây giờ em Huy nó có không còn lấy rồi lấy rồi em lấy rồi tôi đã qua rồi cảm ơn rồi anh cứ làm việc ha mà này là chị quanh này ngồi này được mấy chị đi hôm nay sao ít không ta em thấy có mấy người á dạ, về hết rồi về hết rồi chiều à sáng lại hả chị chơi chút xíu rồi bé này là chị gửi con nè làm nước đi cho ba gửi hai đứa nhỏ đi về nhà bé ốc chưa làm ba ly nước đi chưa đủ nước chút xíu với chị chút xíu rồi rồi cảm ơn anh rồi đi ở đây nè. Đây nào ở đây. Dạ rồi. Chung với hai dạ dạ. Chị hay gì? Hai đứa nhỏ đó. Chị họ đập trong bệnh viện đó hả? Ừ, lúc mà gửi con nè, bé này nè. Tốt nha. Cảm ơn chị. Đổ nước cho này đi. Có ngại hết trơn á. Dạ. Dùng thì tới lui hỏi thăm gia đình ngoài đó. Thấy mình đó mấy tháng trời đó. Dạ dạ. Đợi hoài. Thank you.
mấy bó thôi. Bộ 10 điểm. Thôi chắc nghe rồi. Thôi chị lo công việc đi, tụi em chạy qua bên chị Hẹ. Chị Hẹ. Chạy qua chị Hẹ. Chị Hẹ. Hẹ cũng mới mất. Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên. Ở đây chỗ cái chùa chùa gì ta? Chùa Phú Giao. Ờ đúng rồi. Vậy vô luôn. Sau lưng chùa. Vậy em kia kìa. Em chạy cũng lấy đâu về. Chị lo. Chị lo công việc đi. Cố gắng nha chị. Chú đang ngồi dùng bữa. Ông kìa. Ông vô nằm nghỉ đi ông cho khỏe. Dạ. Ông đi được không? Dạ. Dạ ngồi nói chuyện ha. Rồi ông nay ngồi xe lăn cả nhà. Rồi. Ông làm tự ông ngồi xuống được hả? Người lết hả? Lết. Cái giò ông bầm hết rồi. Thì lớn. Dạ. Dạ. Rồi. Ông đi cả nhà, nội quy đó. Bà thì phía sau. Chủ nhật ha nha, 8:30 là đưa Huy đến chùa. Đúng không? Về chắc là tụi em cũng tranh thủ đi về cái nè. Sao chị? Sao trời tối hả chị? Hồi hôm á, yeah. Chị buồn ngủ quá, tại chị mấy ngày rồi chị không ăn rồi không ngủ đó. Yeah. Cái bắt đầu chị thấy buồn ngủ quá, chị vô chợp mắt không buồn á. Yeah. Mà nghe cứ nghe cô ba ơi, cô ba, cái chị vô nhào ra, chị nhào ra mà chị tưởng là mấy đứa nhỏ nhỏ nó kêu. Yeah. Mà chị nói ủa sao nghe tiếng giống quy quá vậy? Chị chạy ra ngoài thấy hai đứa con chị canh ngay chỗ mà đốt rồi, nhang đó, rồi. Hai đứa nhỏ. Dạ dạ. Mới tối luôn hả chị? Ừ, cách mấy giờ chị? Ngang, mà gió hù hù luôn á. Lúc đó là mấy giờ? Lúc đó là chừng 7 giờ mấy nha. Dạ. 7 giờ mấy hả? Ừ. Thật sự bé còn nhỏ, bé còn có nhỏ. Thể linh lắm. Đúng rồi. Linh lắm, nó linh lắm. Hồi nãy rồi, thấy ông nội bà nội nó khóc quá, cái chị đốt nhang, chị gái nói con nó đừng cho cô ba với ông nội bà nội khóc nhiều quá. Dạ. Khóc nhiều quá, ông nội bà nội với cô ba lo không có được cho con nó nha. Dạ. Tự nhiên nó đỡ. Dạ. Rồi chị hôm qua chị muốn xỉu rồi đó, bây giờ chị cũng đỡ luôn. Là tối này có thể là bé về. Không bây biết nữa, chị cũng nghe mơ màng mơ màng màng vậy thôi, mà mình cũng chưa có ngủ đâu. Là mình cũng còn thức. Ừ. Mà cũng như mới vừa đi vô nằm mới vừa nhắm mắt vậy thôi nghe tiếng rồi. Dạ. Mà mình chạy ra thì thấy hai đứa nhỏ ngồi đốt nhang, có ai đâu. Không biết có chuyện gì hay không, nhưng mà cái tâm nguyện của bé là khi mà mất là để cho gia đình như là mua cái áo quan mà không có khi nào bé nhắc đến cha của đúng bé rồi, hết trơn á. Nhưng mà hôm không nay về là giống như dành để mua cái áo quan. Ừ, hồi nãy khi mà anh em đứng nói chuyện với cha của bé Huy á, em Huy á, là gió kinh hồn cũng như đúng rồi, bao ngã hết luôn. Rồi ở đằng Huy đó đó, đóng đình không xuống cái chị đốt nhà á. À đóng đình không xuống luôn hả? Đóng đình còn ở gì nè. Trời ơi, chị với chồng chị đó đốt nhà á, con cha cho hồi đang ấy chị cũng quên kêu mấy đứa nhỏ quay cái thằng thi nó đứng đầu hàng, nó đóng xong cái đính văn vô người đó. Ủa thôi ghê vậy, làm như nó muốn nhận chị, không muốn nhận cái quan tài đó. Chị cũng không hiểu văn vô người, cái thằng kia nó đúng rồi kia nó nói gì vậy? Thì bé nó chăn chối rồi, áo quan này kia phải đúng rồi, lúc đầu gia đình ông bà mua cho bé. Trời ơi, cái con theo dõi từ đầu đến cuối. Khi mà cái ngày mà Huy mất á, Mạnh Thường Quân cũng muốn là hỗ trợ cái áo quan đó luôn. Mạnh Thường Quân người ta thường xuyên theo dõi hàng ngày. Dạ. Người ta đâu có thấy. Rồi chuyến này là cha của bé Huy là dành mua cái áo quan đó thì đinh mà đóng không vô luôn hay chị? Đóng không vô. Nó hơi hở hở. Nó có nhiều chuyện lạ đó chị. Nó bình bông liên tục. Gớt rồi, gớt đèn cày luôn. Gớt không? Gớt luôn á, không gớt cái bông ngã ngoài tường đó là gớt bể luôn. Hồi nãy chị tính đi chụp lên mà chị chớp mắt quá. Dạ. Đỡ lên rồi gớt nữa. Nghĩa là nó báo hiệu cái kiểu như sai sự thật. Nó cũng lên dữ nha. Dạ. Cũng như là hôm nay là gió hù cái là gớt hai. Khán giả cũng như là quý Mạnh Thường Quân xem thì chắc phải hiểu hết. Từ đầu tới giờ người ta mọi người theo dõi mà. Nên bây giờ đùng một cái tự nhiên xuất hiện cha về muốn quan. Thì cả một vấn đề và cũng như là mọi người sẽ hiểu. Trước khi hồi nó bệnh á là nó chưa có nhờ các con đó ha. Dạ. Là ông còn có 750 ông móc hết túi ông con cho hết mua tả mua này trước sau trước á cho Huy không cho Huy hết trời ba dạ. Người một người 250 dạ ba người 750 ông con trời ba ơi. Con thấy cái gia đình ông là con hiểu ông
không có quá nhỏ mà. Ông với lớn tuổi gì có tiền gì nhiều đâu mà có lao động gì được đâu mà cho hết tiền rồi sao mà sinh hoạt tồn tại cái dư tồn tại sống đây là coi như là cái cuộc cũ hồi xưa. Dạ. Bà mua bán ở chợ rai rai chút đỉnh vậy thôi. Dạ. Mình sống nhà bà cũng có nhà bà nữa. Tôi thấy ông căn nhà lẻ loi á. Dạ. Bán ở chợ cũng rai rai vậy thôi. Thôi giờ già mà biết làm cái gì sống. Dạ. Thôi vậy ông chào ông nha. Bây giờ cái đợi ngày mai ngày mốt nữa đưa em đi rồi là cũng xong rồi. Em cũng ăn nghỉ rồi. Dạ. Rồi chị vô kìa, anh kêu kìa. Anh kêu rồi chị. Con chào ông nha, con đi nha ông ơi. Ông giữ gìn sức khỏe nha. Ba người đẹp trai quá ta. Ba người đẹp trai quá. Đó, cố gắng phải giàu giàu cái kiếm thằng rể có đức là được. Phải thấy nghèo quá không ai dám làm rể. Trời ơi. Con đi ông ơi. Rồi chào chị nha. Con đi bà. Con chào cô bà nha. Có gì sẽ gặp thôi. Nếu có duyên sau này mình còn gặp. Dạ. Nó quan trọng nhất là mình á. Rồi rồi. Dạ. Đi vô đi. Rồi con chào ông. Rồi. Dạ. Chứ không có uống nước không đi hết không? Dạ không, nãy con uống rồi. Đang đi hấp á ông. Con đi không có đầu một tháng vậy chứ. đen chắc da chắc thịt ông ơi. Cả nhà thì mới vừa rồi thì anh em cũng vào cũng như là cập nhật cái bên trong tang lễ của em Huy 24 tuổi cả nhà. Bên cạnh đó thì cũng gặp người cha, cũng hỏi thăm về một chút chuyện. Thì bây giờ thì cha về thì cũng đưa tiễn con trai của mình cũng như là cũng dành để mua cái phần áo quan cho em Huy á cả nhà. Thì bên cạnh đó thì hồi nãy thì anh em cũng gửi một số tiền từ chị Đinh Thị Hà ở Texas cho chị Oanh để cũng như là phụ thêm cái tiền lo hậu sự cho em Huy á. Qua video thì cho em cũng như là anh em là gửi lời cảm ơn đến chị Đinh Thị Hà rất là nhiều. Chúc chị có nhiều sức khỏe ha. Bây giờ thì chắc cho phép em cũng như là anh em tạm khép video này ở đây cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà Quý Mạnh Thường Quân trong những video tiếp theo ha. Em xin cảm ơn rất là nhiều cũng như là xin chào và hẹn gặp lại ạ.